Showbiz Việt 24 giờ qua có gì hot? Sự thật về tiền cát xê 200 triệu của Hồ Văn Cường. Vừa lên sóng show ẩm thực, Trấn Thành bị so sánh với Trường Giang. Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đáp trả gay gắt khi bị mỉa mai vì livestream với Việt Hương. Hậu đăng quang, Thùy Tiên bất ngờ bị hàng ngàn người hủy theo dõi. Chibu chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Mỹ Tâm tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng. Động thái của Biren khi bị phốt kêu kiệt, chi tiêu tăng tiền. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin giải trí sáng ngày 16 tháng 1 trên iBiz. Ngay bây giờ, hãy cùng với Hải Linh cập nhật những nội dung có trong bản tin ngày hôm nay. Sự thật về tiền cát xê 200 triệu của Hồ Văn Cường. Vừa comeback, Hồ Văn Cường đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và đáng chú ý hơn cả là số tiền cát xê lên đến 200 triệu đồng do show diễn mới nhất của giọng ca trẻ được danh ca Ngọc Sơn tiết lộ. Trước thông tin này, không ít khán giả đã bày tỏ sự nghi ngờ bởi lẽ con số vượt qua cả các ca sĩ đang nổi có nhiều hit. Cũng có ý kiến cho rằng Bầu Thụy và ca sĩ Ngọc Sơn đang cố tình đẩy giá đi hát của Hồ Văn Cường lên quá cao sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của nam ca sĩ trong thời gian sắp tới. Công ty quản lý của nam ca sĩ cũng đã xác nhận với nhiều đơn vị truyền thông là mức cát xê của Hồ Văn Cường nhận được đúng là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, để tránh gây hiểu lầm là đi hát giá trên trời, người đại diện của nam ca sĩ đã đính chính trên Dân Việt rằng 200 triệu đồng là Ngọc Sơn và Bầu Thụy đã trả cho Hồ Văn Cường, bao gồm thêm những chi phí hỗ trợ cho nam ca sĩ đi hát trở lại. Thực tế thì mức cát xê của Hồ Văn Cường hiện tại không là 200 triệu đồng. Những show sắp tới giọng ca trẻ tham gia, giá vẫn sẽ bình thường và phù hợp. Trước khi góp mặt trong chương trình với mức cát xê gây xôn xao, Ngọc Sơn từng đưa Hồ Văn Cường đến nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh để dạy cách phát âm, nhả chữ và kéo hơi cả phong cách biểu diễn ở trên sân khấu. Qua thời gian tiếp xúc diễn chung, nam danh ca đã nhận định rằng giọng ca 10X là một người chân thành, lễ phép và có ý chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn còn cho rằng Hồ Văn Cường có một chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ chinh phục được khán giả, đồng thời rất yêu nghệ thuật, tiếp thu nhanh nhạy những điều mà anh đã chỉ dạy. Ngọc Sơn cũng tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn luyện tập, Hồ Văn Cường sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt. Vừa lên sóng show ẩm thực, Trấn Thành bị so sánh với Trường Giang. Trấn Thành mới đây đã gây bất ngờ khi tái xuất khán giả trong một show nấu ăn do chính anh sản xuất. Dù chỉ mới ra mắt, song chương trình đã nhận được rất nhiều những phản hồi từ khán giả. Tập phát sóng với bà xã Harry Won của anh đã đạt được 1 triệu view, đồng thời với số thứ 2 với BB Trần đã cán mốc 100.000 người xem. Chương trình cũng từng xếp vào top 39 trên bảng xếp hạng video thịnh hành ở trên nền tảng này sau khi ra mắt. Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng có một sự so sánh giữa nam MC và danh hài Trường Giang, bởi lẽ anh hiện cũng đang dẫn dắt một show ẩm thực của riêng mình và đã được một số thành tựu nhất định. Theo đó thì đa số ý kiến cho rằng chương trình nấu nướng của Trường Giang được đầu tư khá là chuyên nghiệp, khai thác được chi tiết vào từng công đoạn thực hiện. Và trong khi đó, show của Trấn Thành thì lại mang tính giải trí và thiên về tấu hài. Cụ thể, một netizen chia sẻ, điều thú vị là show của Trường Giang thì ai cũng khen ngon, thèm chảy nước miếng. Còn show của Trấn Thành thì được khen hài, vui, cả hai đều thú vị và thu hút khán giả. Một khán giả khác thì lại cho rằng show của Trường Giang thì đầu tư nhiều hơn. Khán giả vừa được xem cảnh, vừa được thưởng thức các món ăn ngon qua màn ảnh, lại vừa được gặp những nghệ sĩ nổi tiếng. Tính ra thì show của Trường Giang xem sẽ không bị chán sau một thời gian như show của Trấn Thành. Tuy nhiên, mình cũng chỉ tiếc là anh ấy chưa làm tốt phần kết nối khách mời, cải thiện thêm một phần đó nữa là tuyệt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hai show của hai nghệ sĩ đình đám này? Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đáp trả gay gắt khi bị mỉa mai vì livestream với Việt Hương. Vừa qua, danh hài Việt Hương và nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã khiến cho dân tình dậy sóng khi bất ngờ đáp trả một dân mạng ngay trên sóng livestream khi người này yêu cầu sao kê từ thiện. Theo đó, Cát Tường đã khuyên nhủ nghệ sĩ Việt Hương bình tĩnh và không cần phải đôi co với anti-fan làm gì. Đáng chú ý, nữ MC nói thêm, mình mới quay xong về, mình ngủ một giấc cho ngon, ngày mai mình dậy đi làm, mình lại có tiền. Có tiền, mình lại đi làm từ thiện nữa, mình không sao kê. Điều này khiến cho cộng đồng mạng ít nhiều cũng tranh cãi, thậm chí là một khán giả đã vào thẳng Facebook của Cát Tường để mỉa mai. Dính vào Việt Hương làm gì chị ơi, em nghe, bức xúc lắm. Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường nhanh chóng đáp trả. Cứ gửi chị mấy cái này làm chi, để trang chị sạch đi. Xã hội hết chuyện nói rồi hay sao, Tết rồi, ai nấy lo việc mình thôi, nhanh mà về xưng vậy. Bạn nghĩ sao trước phản hồi này của nữ MC? Hậu đăng quang, Thùy Tiên bất ngờ bị hàng ngàn người hủy theo dõi. Vừa qua, sau khi về thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có chuyến diễu hành cũng như là buổi giao lưu vô cùng hoành tráng và ấn tượng với khán giả cùng với người hâm mộ.
Mới đây, trên trang mạng xã hội xôn xao thông tin người đẹp bất ngờ bị khoảng 4.000 người hủy theo dõi, đồng loạt ở trên Instagram cá nhân. Cụ thể, khi cô nàng vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng cán mốc 400.000 người theo dõi, thì sau đó con số này đã tụt xuống 396.000 người. Điều này đã khiến cho không ít người thắc mắc liệu rằng Thùy Tiên đã làm gì sai để bị hủy theo dõi như thế. Tuy nhiên, theo cập nhật của iBiz, con số theo dõi nàng hậu ở trên Instagram tính tới thời điểm tối ngày 15 tháng 1 là 404.000 người. Do vậy, việc bị đồn thổi giảm lượt tương tác có thể là do người hâm mộ cố tình để trêu chọc Thùy Tiên thôi mà. Chibu chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Mới đây, hình ảnh của Chibu xuất hiện trong một phòng thu do một nhà sản xuất đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, nếu ai theo dõi cô nàng sẽ nhận ra, vốn dĩ bức ảnh này cũng đã từng được chính chủ đăng tải vào cuối tháng 4 năm 2021. Vì vậy, theo dự đoán của nhiều người, sau khoảng thời gian ấp ủ chờ đợi, Chibu chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới. Mới đây nhất, vào tối ngày 13 tháng 1, Chibu đã có một màn trình diễn đầu tiên trong năm 2022, đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng tại Việt Nam. Không chỉ đốt cháy sân khấu bằng giọng ca, người đẹp còn thể hiện được khả năng vũ đạo ấn tượng. Bạn có mong chờ vào sản phẩm mới của Chibu không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Mỹ Tâm tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn độc quyền cùng với báo chí, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã hé lộ mẫu người yêu cũng như là điều quan trọng nhất đối với cô trong chuyện tình cảm. Cụ thể, khi được đặt câu hỏi, có mối tình nào trong quá khứ đã làm Mỹ Tâm hối hận không? Nàng họa bi tóc nâu ngay lập tức khẳng định không. Ai lại hối hận bao giờ? Yêu thì yêu đàng hoàng, tôi không hối hận gì hết. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tiết lộ gu người yêu hiện tại của mình, đó chính là kiểu gì cũng thích hết. Theo đó, Mỹ Tâm lý giải, quan trọng mình phải tiếp xúc mình mới biết được không thích người ta ở chỗ nào. Gu của tôi lạ lắm, phải tiếp xúc tôi mới thích, phải xem người ta có cho mình cảm giác mình thích hay không thôi. Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng cho biết với bản thân mình, tình cảm rất rạch ròi và không có chỗ cho sự nhập nhằng xuất hiện. Đối với cô, tình cảm, sự đồng cảm, cảm xúc giữa hai người với nhau, Mỹ Tâm nhấn mạnh, trong tình cảm tôi sao cũng được, miễn sao tôi vui là được. Bạn nghĩ sao về chia sẻ này của nữ ca sĩ? Biren, Kim Tae Hee hiện là cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn. Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, thì cặp đôi có khối tài sản lên đến 100 tỷ won, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng. Với tài sản này, nhiều người nghĩ rằng Biren sẽ có lối sống sang chảnh, chi tiêu mạnh tay. Tuy nhiên, trên thực tế lại không như vậy. Một cựu phóng viên Lee Jin-ho đã dẫn lời một số người trong ngành cho biết Biren là một người keo kiệt. Mặc dù công ty có lợi nhuận cao, nhưng Biren chỉ tặng quà và gạo cho nhân viên vào dịp lễ Tết. Thậm chí, vị ca sĩ Kim Tae Won từng nhận định, Ren kiếm được gấp 10 lần tôi, nhưng chi tiêu lại ít như một người lính. Không ngờ là Biren trông vậy mà khá là keo kiệt, cũng bị phóng viên này đào lại. Trước thông tin này, phía công ty quản lý của Biren đã chính thức lên tiếng. Chúng tôi xác nhận đây đều là những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự của nam nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý đối với YouTuber đã tạo ra tin tức giả nhằm thu hút người xem và những cá nhân đã phát tán nội dung sai sự thật. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của iBiz. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy luôn theo dõi chúng tôi để cập nhật tin tức giải trí hot mỗi ngày.